Đất Long An kính chào cô chú anh chị và các bạn gần xa nha. Lời nói đầu tiên cho Đất Long An gửi đến cô chú anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe nha. Hôm qua mình đặt mớ bẫy chuột ở trên cái khu mít mới nè nha. Đó. Ở ngoài ruộng mình thì chuẩn bị xạ rồi, cho nên là bữa hai bữa nữa là mình đặt không có được rồi. Mình đặt vòng vòng trong cái vườn mít này, bữa nay nó là ngưng luôn cả nhà. Tại vì ở ngoài ruộng mình á, khi mà xạ lúa người ta sẽ bị thuốc chuột á. Như là chuột nó không chết liền mà mình bắt nó về mình ăn là mình bị trúng độc á. Cho nên là mình đặt đêm nay nữa mình ngưng là mình đi cánh đồng khác nha. Rồi, bây giờ thì mình quay lại mình thăm bẫy chuột của cô chú anh chị mình cùng xem nha. Thì đêm qua mình không có thăm luôn. Đêm trước thì mình đặt hơi tối tại mình đi trục đất vậy á. Hơi tối cho nên là mình không có quay. Giờ thì mình quay lại. Đây là hai cái bẫy lớn đầu tiên nè. Cha mình nói cái hang này hang chuột cống nhâm mà mình đặt vô hang chuột vàng vậy nè. À, cô chú anh chị thấy cái hang khổng lồ chưa? Cha mình nói con chuột cống nhâm đây nè. Mình đặt vô được con chuột vàng rồi nè. Lúa nó ăn hết luôn. Đặt cái bẫy khổng lồ mà vô con chuột vàng. Nó dưới đây vô được con chuột vàng nữa nè. Đó, con chuột vàng này cũng khổng lồ luôn. Con chuột vàng này là bự y như con chuột muốn cỡ con cống nhâm 200 mấy gram. Rồi mình đặt có hai cái bẫy lớn nè. Duy nhất hai cái bẫy lớn chứ được hai con. Rồi giờ mình qua cái bờ này nha. Đây một cái không chạy nè. Chuột cắn lúa xả dữ lắm nha cô chú anh chị. Xả trắng bờ ở trong mà ít vô lắm. Vô xìu. Tại cái bờ này nó đi chậm. Nó không có đi nhanh. Ngày đêm qua nó cắn xả mà giờ nó không vô đây nữa. Rồi, tiếp theo được con chuột nữa cô chú anh chị ơi. Ở đây thì nó đường mòn nó không có. Mình đặt lũi theo cỏ nè. Đặt đại nó vô chứ không có đường mòn. Đó. Ba mình thì đang trục đất ở dưới chuẩn bị xạ. Bữa nay đánh một máng, ngày mai chiều nay xạ luôn. Mình đi dở bẫy cũng tranh thủ về. Đặt lưỡi chứ không có đường mòn, không có gì hết trơn. Lưỡi đại nên xuôi nó dính nè. Nhưng mà tỷ lệ nó dính thấp hơn, tại vì lưỡi này thì lưỡi này thì con chuột nó đi chậm hơn, nó không có chạy nhanh theo đường mòn. Cũng một túi bẫy em không dính gì hết. Tiếp theo được con chuột vàng nữa. Con chuột vàng này, mấy con chuột này chắc bên kia nó lội qua thôi chú anh chị. Đó bên đó, bên cái gò mộ nó lội qua hay. Mình đặt ngay cuối góc bờ, mình quay miệng ra đây nữa, mình chạy được. Con này con chuột rắn, để cho ba mình đặt cái rắn luôn. Như nãy giờ mình được 4 con rồi đó. Hai cái bẫy bự với hai cái bẫy nhỏ. Cũng sắp đủ xào rồi. Cũng còn mấy cái bẫy nữa. 7-8 cái gì nữa, cái chục cái nữa. Hồi mình chắc lại ngay ngắn nữa ha. Đó. Cũng ngon lành rồi. Rồi tiếp tục mình lên bờ trên nha. Bờ này mình đặt thì clip bên kia. Giờ thì mình qua bên clip bên đây nha. Clip bên đây thì mình đặt ít. Ấy da. Đẻ. Đây đặt thì cũng có 500 cái gì với lại trên clip mít của anh Hồ. Đây cái đầu tiên nè. Sập. Cắn lúa quá trời mà không sập. Đây, một. Bên trên á. Ừ. Để hồi nói anh hợp. Một con. Ngon lành nha cô chú anh chị. Đó. Chuột mập mập không? Bờ này chuyện qua không có đường mòn, mình đặt xa không? Dạ có bác Sáu ơi. Được 4-5 con rồi. Dạ. Để, đây được con nữa nè. Quá ngon. Bác Sáu đang nhổ đậu bắp đó nha. Đang bẻ đậu.
Rồi, thêm con nữa. Rồi nó cạp tươi cái cây của tôi luôn. Rồi kiến lửa ăn cái đuôi luôn. Quá kiến lửa quá, chơi ăn hiếp nhỏ. Ngon lạnh luôn. Đây cái nữa. Chết quất luôn. Tiếp theo ngay đây mình có 3 cái nè. Chết quất, đừng mòn láng quá, láng mà nó không chạy. Rồi cái trong kia sập mà không dính luôn. Chột nó vô chắc đẻ, nó ăn ốc thì tùm lum trong miệng hang mà không dính. Bên đâu anh? Bột bãi em đi rồi, không thấy. Nó hang cũ không à. Đây, tiếp theo hai cái bẫy ngay đây. Nè, giết được con nữa. Ra đi luôn rồi. Sắp đi luôn rồi. Sao ta? Có đâu anh có thuốc không? Trời ơi, không sập luôn. Mình về tới nhà luôn, cô chú anh chị em. Thì nãy giờ đi bắt ốc, còn chiều nay đặt tôi cũng nhâm nha. Đó, được mấy con ốc rồi. Chỗ mình đi xịt thuốc ốc hết trơn, còn mấy cái mương bự á thì còn ốc lại. Bỏ đây đằng chiều nay đặt tôi cũng nhâm. Giờ mình chắc bẫy ra nha. Chắc bẫy này ra chiều nay không có đặt bẫy nhỏ nhỏ. Chiều nay coi mình xả lúa sớm thì mình nếu mà không có nhậu với mấy ông thợ thì mình sẽ đi đặt bẫy chuột cũng nhâm nha. Rồi, giờ mình chắc bẫy ra nha. Lựa mới chuột dính thì để ra ngoài riêng. Con này ra đi luôn rồi. Rồi xong chương trình thì bữa nay mình được 2, 4, 6, 8 em. 8 em này thì lát nữa mấy ông thợ xả lúa coi ông có nhậu thì mình làm món cho mấy ông nhậu nha. Còn không nhậu thì chiều nay hao hoặc ngày mai gì kêu như làm món. Rồi bây giờ thì mình tạm ngưng video này ở đây nha cô chú anh chị và các bạn. Thì chỗ mình nó có đồ đạc khoáng sản thiên nhiên nữa, ít lắm mấy cái con. Nói chung là đồ đầu đồng bây giờ ít lắm. Cắm câu thì mình cắm không có được nhiều, mình cắm như mười mấy cây là hết chỗ cắm rồi. Rồi bẫy chuột thì mình bẫy cũng vậy thôi. Chỗ mình thì nó ít mấy con này, hồi đó hồi trước nhiều lắm, giờ thì không còn nhiều nữa nha cô chú anh chị. Rồi mình tạm ngưng đây. Xin chào cả nhà. Rồi mớ chuột của mình thì cha mình đi nhậu rồi, đem đi nhậu rồi cả nhà ơi. Còn mình nãy giờ đi đặt bẫy chuột mới về. Út Như hồi nữa rảnh tay sẽ chào khán giả sau nha. Em nó cũng nhát với camera. Thì chiều nay em nó làm món cá dầu kho. Kho mắm rốt hay kho thường mà. Hả? Kho thường hả? Đây nè, cá tra này, cá tra cá dầu đếm á, chỗ mình nhà mình nuôi. Rồi bữa nay chiều nay đem lên mần, sẵn có Út Như thì quay Út Như lại ha. Còn mấy con chuột của mình thì ba mình đem đi nhậu mất tiêu rồi. Xì chiều có ông thợ ông vô ông sửa cái cửa lại. Rồi Út Như chào khán giả Út Như ơi. Chào mọi người. Mẹ mình cũng đang chuẩn bị làm món gì đây không biết nữa. Rồi giờ thì mình chào tạm ngưng nha cô chú anh chị. Chút nữa mần món xong thì mời cô chú anh chị mình ăn cơm với gia đình mình buổi chiều nha. Giờ thì mình có tí công việc nên mình không có quay. Bữa nay nhà mình ăn hơi khổ xíu. Ăn đơn giản xíu. Cá kho với lại bông súng Đà Lạt chấm nha cô chú anh chị. Giờ thì mời cô chú anh chị ăn cơm nha. Thì bữa nay đi bẫy chuột mà về ăn cơm với cá kho thì cũng hơi sai sai tí. Và sẵn đây em gái mình cũng có về lại gửi đến cô chú anh chị ha. Chào khán giả. Chào mọi người, cảm ơn các cô chú anh chị, bạn bè đã ủng hộ kênh của hai anh em trong thời gian qua. Sắp tới đây em cũng có làm một cái kênh riêng, mong là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ. Em gái còn nhát camera lắm nha cả nhà. Để tập dần dần rồi sau này cho em gái nó dẫn kiện đi săn bắt thì nó sẽ thay thế mình, nó quay cho mình săn bắt rồi về em nó sẽ bằng món nha, quay cho cô chú anh chị em cùng xem nha. Còn đến đây mình kết thúc video này tại đây nha. Hẹn lại cô chú anh chị các bạn ở video tiếp theo nha. Chào và hẹn lại. Chào cái nhơi. Video này hơi tối các nhà thông cảm nha. Ba mình thì đi nhậu chưa có về. Bữa nay xả lúa, ba mình đi nhậu.